Chào mừng con đã quay trở lại với kênh Kiếm Tiền 800. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn nhận 12 đô cộng một ghép 2 đô khi đăng ký nha tất cả các bạn. Tham gia chương trình iDrop của con token của một cái sàn mới là Phimet.com. Đầu tiên các bạn đăng ký nè. Register nè các bạn. Mình sẽ hướng dẫn các bạn đăng ký nha các bạn. Vì mình có tài khoản rồi mình login các bạn. Đầu tiên các bạn vô mail, password và enter password nha các bạn. Vì mình có tài khoản rồi mình login. Các bạn chờ mình chút nha các bạn. Khi các bạn đăng ký, các bạn bấm vào ba gạch, các bạn vào phần thưởng chào mừng nè các bạn. Mình cũng mới đăng ký các bạn ơi. Không phải, các bạn vô tài chữ tài nè, tài khoản nè. Mình lộn nữa các bạn. Rồi các bạn, sau khi mình đăng ký mình nhận được 0.000301 là bằng khoảng 2,61 đô nha các bạn. Rồi mình hướng dẫn. Con này rất là ngon, nó có một sự kiện gì nãy gặp 60 đô trong đây nữa. Để mình tìm thấy sau các bạn. Để giờ mình hướng dẫn các bạn nhận thêm 10 đô nữa nha, 12 đô nữa nha các bạn. Rồi đầu tiên các bạn click vào phần link thứ hai của mình. Rồi các bạn, vào phần link thứ hai của mình, các bạn like cho nó một cái nha các bạn. Các bạn test lại cho nó một cái bình luận nha bạn. Các bạn lưu ý nha các bạn test cái một cái bình luận nhớ tăng 5 người bạn mình vô nha các bạn. Đầu tiên thì các bạn bấm A cộng nè. Đó. 1 nè. Rồi các bạn bấm tiếp A cộng nè, con chấm cái đi nha các bạn. Các bạn bấm A cộng nè. Diệu Linh Hoàng Mai 2 nè. Các bạn bấm A cộng nữa nghe ba các bạn. Rồi từ nó xuống mấy người bạn của mình nè. 3 nè. Một bấm A cộng nữa nè. Bốn nè, các bạn bấm A cộng nữa nè. Đâu. 5 nè. Rồi, các bạn test 5 1 2 3 4 1 2 3 4 5. Mình tặng cho 6 luôn nè. Rồi, các bạn test lên cái bình luận nha các bạn. Rồi, các bạn click vào phần link thứ ba của mình nha các bạn. Rồi, các bạn vào phần link thứ ba mình, các bạn điền form lên gửi cho nó nha các bạn. Ta sẽ đứng máy kỳ ta. Rồi, các bạn đầu tiên thì cái này bắt buộc đầu tiên là các bạn apply link Facebook của nó nè. .com. Thứ hai là các bạn theo word apply là hồi nãy cái bình luận hồi nãy là mình sợ các bạn like chặt bài này mình ấy nha các bạn. Rồi các bạn thứ hai là subscribe kênh YouTube của nó nè. Rồi các bạn vào Facebook nè. Apply link đó nè. Vì nãy mình sợ các bạn like không đúng cái bài viết của nó nên gom không phản hồi. Rồi các bạn, các bạn like cho nó một cái nha các bạn. Các bạn bấm vào nút đăng ký nha các bạn. Thích mấy. Rồi cái này đăng ký rồi, mình đăng ký cái sàn này rồi các bạn ơi. Rồi các bạn vào cái YouTube, đăng ký YouTube cái nó nha các bạn. Các bạn đăng ký cái nè. Rồi các bạn thoát ca các bạn. Các bạn vào kênh Telegram lại của mình nè. Rồi các bạn điền form các bạn. Các bạn điền form là UID Phimet. Rồi mình qua cái sàn Phimet này mình lấy cái UID lên nha các bạn. Rồi mình thoát ra đi. Để mình qua cái sàn lấy cái ID của nó nha các bạn. Các bạn chờ một chút các bạn. Cái này có hơi gồm gà nhưng các bạn nào có làm rồi thì dễ hiểu các bạn. Vô lịch sử nè. Ừ,
Các bạn login vào cái Filmex các bạn đăng ký này nha các bạn. Rồi, các bạn login nha các bạn. Rồi gì đây login mình che cái mật khẩu mình lại các bạn ơi. Sáng sớm làm nhiều video quá nói. Rồi các bạn vào cái trang Filmex, các bạn vào hình đầu ngữ của mình, các bạn lấy cái UID này các bạn copy liền các bạn. Copy sao chép ra ta. Rồi. Các bạn trở về cái form này các bạn. Rồi các bạn bắt cái UID nãy mình copy vô các bạn. Dán vào sáng làm gì cái video nhảy tùm lum hết trơn khó quá. Rồi các bạn bắt cái địa chỉ email mà các bạn đăng ký bên cái sàn Repeat Sales phải không? Rồi delete you or request. Rồi mình để mình delete link or you request vô khoảng các bạn ơi. Nghe các bạn, cái chữ link này là các bạn lấy cái link mà tin nhắn mà các bạn chia sẻ bên Thayword các bạn. Các bạn bắt vào nha các bạn. Delete in your request nè. Là nó nói là bình luận là các tin nhắn của bạn nè các bạn. Các bạn bắt cái địa chỉ mà nãy nghe các bạn. Rồi các bạn chọn vô cái mục BTC nha các bạn. Các bạn muốn chay bên BTC hoặc account này cái nào cũng được chứ. Rồi các bạn bấm nút gỡ nha các bạn. Vậy là xong nha các bạn. Vậy video mình kết thúc nha các bạn. Để mình qua bên Thayword mình lấy cái mình chép nha. Máy vợ đứng máy bà nội cha của nó. Vậy chào tạm biệt tất cả các bạn nha. Mọi thắc mắc gì không hiểu các bạn cứ để lại comment dưới mình sẽ trả lời cho các bạn nha các bạn.